bị điện Minh Motor xin kính chào quý khách. Xin giới thiệu động cơ điện một pha, tốc độ 2.800 vòng trên phút, hai cực điện, tua nhanh, loại một tụ đề. Đây là dòng sản phẩm cải tiến tăng nhiên liệu đồng và tôn silic, tạo từ trường để chạy được điện yếu mà không cần thêm dùng ngậm. Sản phẩm sau là motor vỏ nhôm 1,5 HP tương đương 1,5 ngựa, 1,5 mã lực. Mã sản phẩm GMIC 90L2-2, khoảng cách từ tâm trục xuống mặt đất là 90mm. Đường kính cốt trục của motor là 24mm. Hệ số bảo vệ bụi và nước IP54, cấp chịu nhiệt S, chế độ làm mát toàn phần. Nguyên liệu tông silic xanh cán nguội, dây đồng cách điện. Tổng chiều dài thân motor là 360mm. Tổng chiều cao thân motor là 246mm. Khoảng cách giữa hai tâm lỗ chân đế tập trục là 125mm. Khoảng cách giữa hai tâm lỗ chân đế ngang trục là 140mm. Chân đế sản phẩm lắp được theo mọi chiều của động cơ. Nói cách khác là tục hộp chứa tụ điện có thể ở phía trên motor hoặc bên hông bên cạnh sản phẩm. Motor 1A và MIC được dùng rộng rãi trong các khu nuôi tôm của tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ. Nhờ tính năng tiết kiệm điện và chạy được điện yếu,